Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 nha anh em. Mình có review một số cây mai đẹp nha. Mai này thì toàn bộ mai vỏ lá gai nha anh em. Đó, hàng này lên đẳng cấp anh em ơi. Qua làm không kịp nha anh em. Nay mới lên clip nha anh em. Hàng này VIP không à. Đây có cây khủng bố nha anh em. Thì để chảy nha. Những bạch tuộc vậy đó. Rồi không mất thời gian của anh em, mình tiến hành vô cặp số 1. Địa chỉ mình ở Bò Thới, Sau Định, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang nha anh em. Số điện thoại 0339328187 đó là cũng là số Zalo nha anh em. Rồi, mình vô cặp số 1, chiều cao. Quay gần gần lên nè để nói mới nghe. Chiều cao cái cao nhất nó 52. Cái dáng bay này nó 55. Và neo nó làm đây mà 14 đi, hơn mà tính 14 thôi. Eo cái này là 18. Rồi, cặp số 1 Zalo với anh em giá 500.000, bao ship cho anh em nha. Cái dáng bay rất đẹp nha anh em. Đế quá trời đế luôn. 500.000 anh em ơi. Đó. Vậy anh em chơi cũng rất là ok nha. Rồi tới cây lẻ anh em ơi. Cây mã số 1. Một cây trực quân tử nha anh em. Cốt cành đóng tứ diện nha. Nhịp nhàng 1, 2, 3. Thông số chiều cao 30. Quanh neo 17. Đó. Để đều bốn mặt luôn nha anh em. Cái này đúng mini bonsai địa bàn nha. Rồi mã số 1 khai mạc cho lưu với anh em là giá 400.000. 400 bao ship cho anh em nha. Mã số 2. Cây này xù nha anh em, xù lên xù da me bích mình nha. Chiều cao 84. Quanh neo 13. Để đều nha anh em. Rồi, mã số 2 Zalo 300.000 luôn. Này xả vàng luôn em ơi. 300.000 cốt cành đóng tứ diện cây lắp lượng nha anh em. Để giá hữu nghị cho anh em chơi nha. Đây, đây cái máy xù anh em ơi. Đây, xù đây. Xù nu, cục nu cho bá đây nha, đồ cục nu cho anh em tham khảo nha. Cục nu là nó tới 17 anh em ơi. 17 nha, cục nu. Xù nè, bích mình luôn. Đây dày lên luôn, nhỏ mã xù nha anh em. Rồi, thông số. Chiều cao 35. Quanh neo. Ngay đây là 17. Đo luôn cục bố 19. Đó. Mã số 4 Zalo 500.000 anh em ơi. Ủa mã số 3 chứ. Sao đi game. Rồi, mã số 3 nha anh em, 500.000 cái máy xù nha anh em nha. Đây tiếp lộn rồi. Đây mã số 4. Chiều cao 31. Quanh neo 14, cây này quái nha anh em, già cây nha. Rồi mã số 4 Zalo 400.000 anh em ơi. 400.000 mã số 4. Rồi tiếp tục mã số 5 anh em ơi. Chiều cao 43. Quanh neo chi nè 17. Để đều bốn mặt nha anh em. Cây có cái khẩu rộng rất rất hay. Cốt cành cũng có nè, nhịp nhàng nha anh em. Mã số 5 Zalo 600.000 anh em ơi. Để đều bốn mặt để bàn luôn. Rồi, mã số 6. Chiều cao 47. Quanh neo 17. Cây già cây lắm nha anh em, đang đổ xù lắm nha mà nè. Đó. Rồi, mã số 6 vô luôn 300.000 luôn. 300.000. Rồi, mã số 7. Cây này nó bị thẹo chỗ này bị nhánh rồi đó anh em. Mà chủ nhà chặt không xử lý keo, mình xử lý keo rồi không sao nha anh em. Cây rất khỏe đàng hoàng nha. Chiều cao 46. Để cho ông nghỉ cho anh em chơi thôi. Cây này sát lớn nha anh em. 27 có hơn. Đó, đo trên đây nha anh em. Để rải đều bốn mặt luôn, cây vàng ngế luôn.
Rồi mã số 7 Zalo 800.000 luôn em ơi. 800.000 mã số 7. Đây, cây dáng quái nha anh em. Dáng thú ngồi nha anh em ơi. Đó. Chiều cao đây là nó 30. Quần neo đây là 25. Thì rất đẹp anh em ơi. Quái như một con thú đang ngồi nha. Đó. Mã số 8 Zalo 1.100.000 anh em ơi. Giò cẩn chịu đầy đủ rất nha anh em. Đây. Mã số 9, cái này có cái bể đất khá lớn anh em ơi. Quá trời bể đất luôn. Chiều cao đây là nó 60 đúng. Đường kính bầu ngang 52. Quanh neo của nó là 35 nha anh em. Cây này khá lớn nha anh em. Cái bê đít giữ luôn nha anh em. Lo cho anh em tham khảo nha. 50. Cây này sát lớn, đế lực nha anh em. Để chụp bá lỡ. Cho cắn chịu đầy đủ nha anh em. Cây này đặc biệt có lan lên xù khá nhiều nha anh em. Dài lên trên nha. Dài lên trên cục cục ra rồi. Đó. Rồi, mã số 9 Zalo với anh em là giá 2.700.000. 2.700.000 nha anh em. Cái này cho anh em đáng sưu tầm nha anh em. Mai dạo lá gai anh em thích ghép thì ghép nha, bông đẹp nha anh em. Rồi, cây số 10. Chiều cao 1m01. Hoành của nó 33. 33 nha anh em. Đường kính bầu ngang nó 46. Cái này đang bể xù. Ở đây thì nó có một lỗi đây là mình nói cho anh em biết nó bít ngón tay nha anh em. Có nhánh mà xưa người ta không xử lý keo chút hồi mình chút đơn rồi xử lý keo lại nha anh em, không sao nha. Để ngón tay với bít chịch rồi. Cây lên xù mạnh nha anh em, nứt da ráo rồi. Nứt da bể ráo lên xù mạnh luôn á. Để đẹp luôn, để sổ nôm luôn anh em ơi. Mã số 10 Zalo 2 triệu anh em ơi. 2 triệu mã số 10. Cây này nhìn ngoài lực lắm anh em ơi. Cây khỏe nha, cây mình mới khai thác về nha anh em. Mã 11 anh em ơi, một cây đế chải lực sĩ nha. Cây này thì rất già, cây nó bể xù hết luôn nha anh em. Đây nó bể mấy nắp hết luôn. Cây lên gần sắn gần luôn nè nha anh em. Cây này rất đáng cho anh em sưu tầm nha. Bể nè, mấy nách ra lên xù ra rồi. Để chảy như con bịch tuột nha anh em ơi. Chiều cao đây là 56. Sắc lớn nha anh em. 51 anh em ơi. Cái đường kính bầu đây là nó 56. Cái này nhịn ngoại lực sĩ nha anh em. Cái này nuôi tương lai là bích màu bích bù xình xù luôn. Cái này nhịn ngoại lực lắm. Rồi, mã số 11 Zalo với anh em là giá 4.500.000 anh em ơi. Cái này nhịn ngoại lực sĩ nha anh em, 4.500.000. Cái này nhịn quá quái sao nha anh em. Đây, mã 12. Cái này dán siêu bông nha anh em. Nhìn cái mặt đây là mặt thú nha. Đó, nhìn mặt đây là mặt thú. Giò chịu đầy đủ luôn. Đó. Cốt cành nó đóng tứ diện nha anh em. Mấy cây này già cây, nách đầu bẫy đó rồi. Ở đây thì nó có nói với anh em ra đây là có một cái vết cắt đó mà nó xăm cứng ngắt này nha anh em, mới xử lý keo. Không sao nha. Chiều bay của nó là 97. Quanh neo của nó là 29. Này rất có duyên nha anh em. Cốt cành đóng tứ diện luôn. Màu chơi. Mã số 12 Zalo là 2 triệu anh em ơi. 2 triệu mã 12 nha. Cái này nhìn ngoài lực nha anh em. Cốt cành đóng tứ diện luôn.
ba, nguyên một con cá sấu luôn. Chiều cao đây nó 67. Cái mình dài của nó đây ra đây là nó 49. Đỉnh kiếm bầu 51. Cái này nhìn ngoài quái. Nguyên con kỳ đà con gì đó. Bể sù hết rồi nha anh em. Bể nắp nha. Dòng cây này già cây anh em ơi. Rồi, mã 13 cho lưu với anh em giá 1.500.000. Thông số. Hả? Thông số. Thông số thôi. Rồi, qua thông số anh em ơi. Rất báo quá. Rồi, nó 22 của anh. Rồi, mã 13 cho lưu 1.500.000 nha anh em. Cây này có hai cách chơi nha anh em. Anh em muốn cắt cho này xuống là lùng lực cũng được nha. Cắt này chí này. Đó đây nó có con chi đây mới mốt ra chi bắt lại nha anh em. Thì rất có duyên nha. Để vậy cho anh em về xử lý nha. Cây này già cây nó bể xù hết nha anh em. Đó. Lên xù ha. Lên xù mạnh luôn anh em ơi. Rồi thông số. Chiều cao nó 79 thành tài luôn. Đó heo nha anh em. Quá trời. Eo của nó 29 anh em ơi. Cái xác lớn nha anh em. Đường kính bầu nó 340. Để đều bốn mặt luôn. Rồi, mã 14 giao lưu với anh em 1.700.000 nha. 1.700.000 mã 14. Rồi, cây mã 15 anh em ơi. Cây đế lực. Cây trực lắc rất có duyên anh em ơi. Cây này cho anh em đáng sưu tầm nha. Chiều cao nó 27. Ủa, chiều cao nó 65 chứ. Cây này đổ xù nha anh em. 33 quanh. Đang lên xù dữ lắm nha anh em. Đế lực, đế chập bá lửa luôn. Nó lên xù kéo nó dài nách này luôn. À, bể ráo rồi. Bung ra. Cái này tương lai lên sùng mạnh nha anh em. Để lực luôn, để đều bốn mặt luôn. Rồi, mã 15 cuối clip này giao lưu với anh em giá 2.700.000. Bao ship nha anh em. Cái này rất có duyên anh em ơi. Cây khỏe luôn, xanh lét luôn. Rồi, cuối clip rất mong anh em ủng hộ kênh mình ha. Cảm ơn anh em trong thời gian qua đã rất nhiệt tình ủng hộ kênh mình. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em.